you going, my winter sun? Won't you miss me, staying on this side of the sea? Hey, you have some translation or not? Oh, good for you. Mấy người tàu ngồi đó chạy nước miếng chơi nha. 我说你们中国人在那边流口水好玩。 Nói một câu vậy mà khoái lắm. Mấy đồng chí kia dễ chịu hơn. Mấy đồng chí kia cũng thèm khác lắm. Có người tu 7-8 năm rồi mà đâu biết mặt chị hai đâu. Kỳ này mới qua được chứ. Ở đây mới qua được, mấy chỗ khác không được. Thành ra thôi, qua khóc cùng đường cùng xá thấy không? Khóc quá trời, khóc còn hơn mấy đồng chí Việt Nam nữa. Thấy không? Tại đàn anh mà, làm gì cũng phải làm hơn. Khóc cũng phải khóc hơn, la cũng la lớn rồi. Chú, hỏi cũng hỏi bậy hơn nữa. Thành ra chị hay la cũng la lớn hơn. La nhiều hơn. Còn la người Việt Nam la chút chút thôi, tại đàn em mà. La la nhiều uổng không? Ok. Chắc không hỏi gì đâu ha. Qua đây chọc lét chị hai chơi cho vui thôi. Gì? Trời ơi, từ đó vậy gửi qua đây mới gặp mấy bữa. Làm gì mà lãng mạn dữ vậy? Mới đi mấy bữa có nhớ. Có tiền không? Tôi chỉ biết tiền thôi chứ không biết tình gì đâu nha không? Phải không? Có tình trong này đó hả? Còn tiền không có hả? Mày à. Rồi, người nào muốn lấy không? Tình mình đâu có xài được đâu. Thấy không? Người ta khổ vì tình chứ ai khổ vì tiền, phải không? Ui chú cha. À. Chà. Thâu lại, ối. Tự thâu lấy á hả? Tự thâu chơi á hả? Ai da, ngộ quá ha. Hát mặt sau. Xin hát mặt sau. Trời ơi, gì mà gửi từ bên đó gửi qua bên này dữ vậy? Cảm ơn ha. Chú xe mệt quá vậy nè. Vậy đó hả? À, có viết ra thẳng rồi nè. Đỡ quá ha. I don't know how to sing this. Không biết hát cái này đâu. Hôm mai mốt về thì nghe chơi. Không có CD ha. Rồi quý vị tưởng tượng ra được rồi nha. Đây đâu có máy đâu. Cảm ơn ha. Nhiều chuyện. Chàng Phượng Phụ biết không? Nhạc sĩ á. Ừ. Con hát tặng cho sư phụ con của Phượng Phụ. Chắc con với vợ hát chung mà. Bà vợ đứng sau hát bè nữa. Ở đây có ca sĩ nào lừng danh không? Hát giọng gà cồ đó. Có không? Có nhạc sĩ, ca sĩ nào qua đây không? Không hả? Sao nghe nói mấy người nghệ sĩ bên đó ái mộ chị hai lắm mà. Ở bên đó làm 500 vậy mấy tháng mới làm được vậy bác? Hả? Bác có bộ giàu quá, chắc 2 giờ là làm xong hả bác? À, tiền đâu đi à? Hả? Trời mắc quá ha. Trời nghe nói cũng hết hồn luôn. Chú cho, chàng đét ơi. Gì đâu mà mét quá vậy. Việt Nam hả? À, có người nào bị che không? Thấy hết không? Thấy được không? Người nào mà bị che đó thì lên ngồi cái chỗ vòng vòng đây chút đây nè. Ở bên đây thôi, chỉ có được 4 người thôi. Mấy người ngồi được thì đừng có lên. Mấy người mà không bị che đừng có lên. Mấy người này nè, ngồi xuống bên đây lẹ. 4 người thôi, người nào bị che thôi. Chứ tại vì nếu ngồi nhiều nó che cái gì đó, cái máy của nó. Rồi đủ rồi, được rồi. Đủ rồi. Ở bên kia đi. Ở bên kia. Rồi, ok. Ok hả? Yeah. Rồi, chứ ngồi vậy thì che thêm mấy người kia cũng vậy à. Chúa ơi.
hả? Không sao đâu, sợ không cắn hả? Ây da, chứ bao nhiêu cũng đủ vậy kìa. Hả? Rồi, bao nhiêu cũng không đủ. Rồi mấy người kia không thấy thì đứng dậy đi. Mấy người nào không thấy đó thì đứng dậy. Nói tiếng Việt không nghe hả? Mấy người nào mà không thấy thì chị hai thì đứng dậy đi. Để dòm chị ba. Ờ mấy người này đâu có sao đâu, mấy người này dòm hoài rồi mà. À thôi khỏi. Dòm hoài thì thôi khỏi. Ừ. Tưởng đâu mấy người ở Việt Nam mới qua hả? Ok. Sao quý vị có cần gì không? Hỏi gì không? Không hả? Cô này đâu phải mới đâu. Lâu lắc rồi. À. Ok. Sao ở Việt Nam giờ làm ăn vui vẻ không? Được không? Ừ? Được là quý vị được chứ chắc cũng không nhiều đó ha. Phải làm được thì được hả? Tức là tự do rồi hả? Ờ, đỡ hơn mà. Tôi biểu mấy đồng chí rồi, phải khai phóng chút. Mấy đồng chí nó ok. Chị hai dặn rồi, nói ở chợ nó sai xuống đây giỡn chơi một hồi thôi chứ giỡn lâu quá vậy. Hả? Bộ giỡn sao? À, thì cái trong cái hí trường của thế giới thì cũng phải có hỷ nộ ái lạc vậy mà. Lúc chỗ này vui chỗ này buồn thì chơi. Thì tôi nói chơi một chút được rồi, chơi gì chứ mấy chục năm dữ vậy cha. Nó bổn củ soạn lại hoài chán chết. À, đổi tuồng đi chứ. À. Nhưng mà có nhiều người ta đổi cũng lâu á. Tại vì người nào mà diễn hề hoài đó, người ta biểu người ta đổi thành vai thương khó khóc lắm á. Thấy không? Còn mấy người mà đóng vai thương mà khóc khóc hoài đó, biểu người ta diễn hề cũng khó diễn á. Thành ra có gì cũng từ từ, cũng không ai đổi đổi lớp á, đổi đào đổi kép mới được, thấy không? Chắc từ từ cũng phải đổi chứ ha. Diễn hoài cái tuồng chán chết ha. Tối ngày khóc lóc hoài chán chết không? Mình đi coi cải lương mà cái tuần nào mà cứ khóc cả từ từ đầu tới cuối mình cũng chán nữa. Đứng dậy đòi vé chạy về phải không? Trả tiền lại không? Cho nên thường 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 tuần cải lương nào cũng phải có đào, có kép, đào mùi, đào độc ha. À, kép độc. Kép kép đẹp, kép xấu rồi có hề này kia nọ ha. À, có ngu, có vai nịnh, vai tốt, vai xấu này kia lung tung phải không? Đặng mình nó đổi không khí rồi chứ mẹ nó có hợp lại nó mới vui. Chứ một cái tuần cải lương mà cứ đưa ra toàn kép độc không ai chịu nổi. Phải không? Hoặc là đưa hề không người ta cũng mệt lắm. Phải không? Không có này cái kia ha. Tại nó tên nào mà diễn tuần nào mà một diễn hoài á người ta cũng chán. Tại chị hai biểu đổi tuần đi, biểu hoài. Biểu hoài mình chưa chịu đổi. Mà chị hai đã nói rồi. Chị hai là cộng sản số 1 mà. À. Chứ không phải sao? Hả? À? Chị hai có tiền rồi đưa cho chia cho mọi người dùng. Phải không? Đó là cộng sản rồi. Ở nhà tôi thì ai tới ở cũng được, thấy không? Đâu ai nói gì ai đâu. Đâu có ai hỏi chị tại sao tới đây đâu. Phải không? Tới thấy mặt biết liền hỏi gì nữa. Anh chị hai là cộng sản số 1 mà. Chị hai đã nói với bác Hồ rồi. Chị hai nói tôi là bác Hải đây. Nói mình biết nhau được rồi, đừng có chơi lén đằng sau lưng. Bác Hải lớn hơn bác Hồ, tại sao nó không nghe? Thì Hải lớn hơn Hồ chứ Hồ có chút xíu à. Hồ nào cũng phải chạy về Hải hết á, phải không? Không có Hải là Hồ cạn ráo ở trường. À, chị hai nói rồi, nói hoài mà cũng chưa chịu cãi á. Còn nói để từ từ nữa chứ. Không, nếu quý vị mà cải biến á, thì tự nhiên cái gì nó cũng cải biến à, phải không? Hoàn cảnh cải biến, chính phủ cũng cải biến, cái gì cũng cải biến hết. Tại cái bầu không khí của đất nước nó cải biến. Thì tự nhiên cái gì nó cũng phải cải biến à. Phải không? Thí dụ mặt trời lên rồi làm sao mà đêm tối còn lưu lại được. Ừ.
khi mùa hè nó đến rồi làm sao mùa đông xía vô được, thấy không? À, rồi mình nhà mình dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp thì làm sao mà có con kiến, con trùng gì nữa vô được nữa, thấy không? À, mình chăm sóc sạch sẽ rồi, những cái chỗ nào trống mình nhét lại đó rồi mình quét dọn sạch sẽ, không có bừa bãi rác rến, thì làm sao mà những con súc vật nó vô, thấy không? Mấy con vật, con chuột nó tới kiếm mấy chỗ rác rến vô giấy chứ, dán rồi kia, không? Nếu mà sạch sẽ đâu có đâu, hả? Ví dụ vậy đó đi, hả? Thành ra điều quan trọng là mình tu thân mới được, hả? Tự tu để mình, nếu mình không cải được ai thì mình cải biến tới chính mình, cải biến chính mình xong rồi mình cải, nếu ảnh hưởng tới những người khác, tự nhiên nó ảnh hưởng à? À, xong rồi những người khác đó ảnh hưởng những người khác nữa, những người khác nữa đó ảnh hưởng tới những người khác nữa đó, à, tự nhiên nó phải biến đổi à? Chứ khỏi gần cầu nguyện hay là khỏi gần nguyền rủa cái chính phủ nào hoặc là chế độ nào xấu hoặc là phải đi, không cần phải không? Ví dụ như cái cây này nó ngắn, bây giờ mình không cần phải cắt đi á, mình để cái cây dài hơn là thấy nó ngắn, thấy không? Khỏi cần. Xong đời sống của chúng mình tự nhiên làm tốt lên á thì tự nhiên những cái xấu nó phải rời đi, tại vì nó không ở chung nhau được, thấy không? Ok, xong rồi ha. Ừ, dòm đã chút cho đỡ 500 bạc. Đáng đồng tiền bát gạo không? Đi đồn đi dữ gì, đâu phải đào kép gì đâu, đây qua coi. Phải đi tuần cải lương, chứ bỏ tiền đi cũng đã, đâu có gì đâu. Qua đây ngồi ở nhà còn có nhà, còn chê dột rồi qua đây nằm mấy cái tên, mấy cái lều đó còn đã nữa. May mà không mưa đó, mưa là thôi ướt như chuột lột hết. Ừ. Ở đây mà mưa là nước nó dâng lên cao nữa, nhiều khi ngồi đây nó cũng lên á. Mà nhớ Campos không? Có người đi Campos chưa? Rồi mình ngồi dưới sông dưới biển mình chơi vậy không? Nhớ hả? Ở đây thì cũng cỡ đó. Ừ. Tại đất ở đây nó thấp á. Thấp. Ừ. Trời ơi, đi từ Mỹ qua đây cũng 500, đi từ Việt Nam qua đây cũng 500. Chù chà. Ăn gì đâu mà cắt mũi cắt tay. Mắc quá ha. Rồi đi từ Việt Nam qua Mỹ nhiêu vậy? Cũng 500. Hả? 500 mấy thôi. Mà sao đi qua bên đây cũng 500 mấy thì giá nào cũng bằng nhau hả? 650. Từ đó qua đây 656 đồng. Khứ hồi. Tiền dịch vụ lo luôn đó hả? Chứ không phải tiền máy bay hả? Ờ, ăn hoa hồng luôn mà. Ăn hoa hồng gì dữ vậy? Cái này không phải hoa hồng, cái này hoa vàng á cưng ơi. Hả? Cái này hoa vàng chứ không phải hoa hồng đâu. Hoa hồng gì mà mắc dữ vậy? Thấy không? Hoa hồng có một đồng cái à. Cái này là hoa vàng á, hoàng tư thiệt. Ít nhất cũng là hoa bạc phải không? Chứ không phải hoa hồng không? Chù chả mắc quá hả? Làm mấy tháng mới được kìa? Tội nghiệp quá hả? Mà qua được còn đỡ hơn không ha. Nhiều khi có người nói bao nhiêu cũng được, miễn tôi đi được là thôi. Mà sao tin tưởng cho đi vậy? Không cần bảo chứng gì hết hả? Bây giờ tự do hả? Đi được là đi hả? Hả? Người nào đi được thì đi. Nè, 80 sao còn tu được hay vậy bác? Ok, I'm happy for you. Hả? Mừng giùm cho quý vị. Bên đó chắc bây giờ biết nói tiếng Tàu, tiếng Anh hết gì, coi tape chị hai rồi biết nói hết gì hả? Hả? Biết ok rồi này kia đó hả? No problem hả? Number one, number two, number ten hả? Where are you now, my only one. Someone tell me if you ever return.